tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Và ngày hôm nay chắc chắn là rất là nhiều người dân Việt Nam, những cổ động viên Việt Nam sẽ được hát mãi ca khúc này cũng như là hào khí Việt Nam ở đấu trường châu lục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các vị khách mời của chúng tôi để chúng ta cùng bàn bạc nhiều hơn về vấn đề chuyên môn. Nhưng mà trước khi về vấn đề chuyên môn của U23 Việt Nam cũng như là U23 Uzbekistan thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một lần nữa hành trình lịch sử của U23 Việt Nam vào tới trận chung kết U23 châu Á.